Chúa đi đường xa, thần thương Chúa sẽ vương Chúa ban. Chớ nên tay xin cớ bất phàm, tôi đó lớn lao. Nếu tay con nên dịp tội, hãy chặt tay đó đi. Chặt chân nó đi, tha còn một chân mà được vào cõi sống, hơn còn hai chân mà phải vào hỏa ngục. Hãy cho Chúa một ly nước xa, thật thương Chúa sẽ vương Chúa ban. Chớ nên tay xin cớ bất phàm, tội đó lớn lao. Chúa khuyên ta tránh dịp tội, Chúa chẳng bao chúng ta hủy hoại thân thế, ngài dùng lời mạnh mẽ khuyên điều khôn ngoan, ta xấu phải tự chỉ. Hãy cho Chúa